hạ nói thị nói phi nói tốt nói xấu cái nào hơn đó. Thấy không? Cho nên á, khi mình chưa tu mình nói khác, rồi mình tu rồi mình nói khác. Tại vì tu rồi mình nói khác là sao? Lúc này mình bắt đầu học là toàn là nói chữ nghĩa không, chưa nói bằng cái quán chiếu của mình. Sau một thời gian tu rồi, lời lẽ của mình bây giờ nói khác nữa, là bởi bây giờ nói có quán chiếu. Hồi xưa nói bằng không hiểu biết, kế đến nói bằng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết kiểu sách vở, phải không? Lần sau nói theo kiểu tu. Tu là có chỉnh, có sửa, có thực tập rồi, cho nên nói nó khác. Quý vị thấy được ba cái chỗ đó không? Giống như hồi mình mới tu không biết gì hết, vô chùa ai biểu gì làm đấy à. Nhưng mà tới hồi biết chút chút rồi nói sao? Ê, tôi có đi chùa, tôi có thọ giới, tôi có học nghe, nhưng mình nói sách vở thôi. Nhưng sau một thời gian mình hạ thủ công phu rồi, lời lẽ mình bây giờ nó khác, nó không giống ngày xưa nữa, nó không có phải là sách vở nữa, mà mình biết uyển chuyển, mình biết tùy, mình biết tùy thuận với tất cả mọi người khi họ đến chùa. Mình là Phật tử, cho nên á, mình thọ 10 cái giới của sa di. Bây giờ quý vị là sa di, quý vị thọ 10 giới. Thọ giới để chi? Để giữ mình. 5 cái giới căn bản là quý vị khỏi lo, đó là nơi 5 giới của người tu tại gia mình thọ rồi đấy. Sắc sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Giờ chỉ còn có 5 giới.